Con phải tin có trí huệ này, tin trong chân lý chứ tin trong cái sự sáng suốt của mình. Chứ nhiều người họ tu nhưng họ cứ tin trong cái kiểu mê tín, cho nên cái đường tu của họ ấy, nó đôi khi nó cũng có sự thăng hoa, nhưng mà nó sự thăng hoa trong cái mê, các con hiểu chưa, thăng hoa trong cái sự khảo khảo vô cùng vi tế, nhưng mà cứ tin là thật. Đấy. Rồi có lúc thì họ cảm giác như họ thăng hoa rất là cao, nhưng có lúc này bởi vì nó không phải làm vàng thật, con hiểu chưa, thăng hoa trong cái ảo đấy thì trước sau nó cũng sẽ bị sụp đổ, và họ sẽ lại phải đi tìm tiếp, đi học tiếp cho đến khi nào họ tìm được đúng vị thầy, đúng con đường thì mới trở về nguồn được. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng nói này, cho dù mọi người có tu pháp gì đi chăng nữa, trong kinh Đức Phật dạy con hiểu chưa, đấy, pháp thượng thừa hay pháp tiểu thừa hay pháp gì gì đang nữa, nhưng mà đến một lúc thời kỳ nào đó mà phải Đức Phật Di Lặc ra đời, con hiểu chưa, đấy thì ngài sẽ dạy chân lý nhất nguyên để tìm về nguồn cội. Còn pháp tiểu thừa hay đại thừa nó chưa đưa con người đến sự khai ngộ, đến sự giải thoát, vì pháp đấy nó vẫn là pháp nhị nguyên.